Trường Đại học FPT Quy Nhơn AI Campus đã tổ chức Hội thảo AI – Thử thách và cơ hội trong thế giới số. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đến từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và Đại sứ Zero Trust Toàn cầu Palo Alto Networks. Thông qua hội thảo, các học sinh, sinh viên được cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan đến bức tranh toàn cảnh về an ninh mạng trong bối cảnh cơn bão thông tin, tìm hiểu về an toàn thông tin, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, những kiến thức và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Kỹ thuật kết hợp giữa các thuật toán học sâu và học máy, đặc biệt là được chia sẻ những kinh nghiệm giúp đề phòng tấn công mạng như chọn lọc dữ liệu muốn chia sẻ, tính năng cảnh báo tài khoản đăng nhập thiết bị lạ, phương pháp hacker tấn công doanh nghiệp, cách sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả phục vụ cho học tập và làm việc.